Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với nhà phân phối vỏ xuồng cano Bobo Composite Trung Tính. Em là Miss Stitching. Thì hôm nay em sẽ quay cho các anh chị coi một cái cano với kích thước là 4m5 phiên bản thấp nước, sẽ gắn được với cái đầu máy với động cơ là 8 mã lực, thương hiệu là Suzuki 2 thì 2 máy. Và sau đây là em sẽ đi xuống và chạy thử cái tốc độ của nó như thế nào cho anh chị coi ha.